Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào khán giả đang theo dõi chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 ở tại miền Nam California và 16.2 tại miền Bắc California. Và chương trình cũng được phát hình trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ với diễn giả Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa. Và đây là kỳ thứ 100 thưa quý vị. Trọng Nghĩa xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại. Xin chào Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, nhân dịp ngày hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết, anh em chúng tôi thông hình ở đây thì xin kính chúc quý vị khán thính giả xa gần mọi sự an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc trong cái năm mới 2021 này. Thưa quý vị, cái chương trình đầu năm của chúng tôi cũng lấy động từ to have để mà chúng ta làm cái đề tài. Thì động từ to have tức là có, tức là hy vọng chúng ta sẽ có thêm tài lộc, có thêm sức khỏe và có thêm hạnh phúc trong cái năm mới này. Cái đề tài ngày hôm nay là 10 cái cụm từ để mà dùng với lại động từ to have. 10 English collocations with have. Trước hết chúng tôi sẽ đi từng những cái cụm từ một để cho quý vị thấy nó có thể nói có thể tới hàng 100 những cái cụm từ, những collocations này với động từ to have. Nhưng ở đây chúng tôi lấy ra 10 cái mà nó thiết thực nhất, người ta hay dùng nhất trong, có thể nói rằng động từ to have là động từ người ta dùng nhất trong tiếng Anh đó quý vị. Trước hết đó, người ta nói ở đây đó là have is one of the most common verbs in English, tức là động từ to have là một trong những động từ mà thông thường nhất ở trong tiếng Anh. And we use this word in many different ways, và chúng ta dùng cái chữ này trong rất nhiều những cách khác nhau. In today's lesson, trong cái bài học ngày hôm nay, you learn 10 different collocations with have. Bạn sẽ chỉ học có 10 cái cụm từ dùng với động từ to have thôi. These are the typical combination of words that native speakers use. Tức là đây là những cái mà nó phối hợp, combination phối hợp tiêu biểu, typical là tiêu biểu của những cái chữ mà những người mà bản xứ, tức là người Mỹ ở đây người ta hay dùng. Cái thứ nhất đó, là have children hay là have kids hay là have a baby. You can have children, have kids, have a baby, but there are a couple important details here. You can use have children, have kids in two ways. Tức là bạn có thể nói rằng can have a children, have a kids, have a baby. Nhưng mà nó có một vài cái khác nhau như dưới này. Quý vị để ý tới cái thứ nhất đó. When you already have children in your family, tức là khi chúng ta đã có những cái con cái trong gia đình rồi, chúng ta có thêm nữa. Và cái thứ nhì nữa là khi chúng ta chưa có con cái, thì đây là cái thứ nhất là khi chúng ta có con cái rồi thì I have three kids. Do you have any children? Tức là hai người bạn hỏi nhau, thì một người nói là tôi đã có ba đứa con rồi, thì bạn đã có được cháu nào chưa? Thứ hai nữa là when you are thinking about or planning to have children in the future. Cái cách dùng thứ hai là khi mà bạn đang nghĩ tới hay là bạn đang có kế hoạch để mà có con cái trong cái tương lai. We're hoping to have children next year. I'd like to have kids before I'm 30. Một bà mẹ nói rằng tôi hy vọng tôi sẽ có con cái vào năm tới. Tôi muốn có được các con của tôi trước khi tôi 30 tuổi. The expression have a baby refers to the actual event of giving birth to a baby. Còn khi chúng ta nói là have a baby là tôi nghĩ ngay tới là người mẹ đó đang mang bầu, đang mang thai và sắp sửa đẻ ra em bé. The expression example, she's 8 months pregnant, she's going to have a baby soon. Tức là cô ấy đang có bầu 8 tháng rồi đó và cô ấy sắp sửa là có em bé rồi. Chúng ta đã học going to là sắp sửa và soon là sắp đến, cái gì sắp sửa đến, rất gần thì chúng ta dùng soon. Hay là I had a baby last year, hay là một bà nói rằng tôi đã có một em bé năm ngoái rồi. Cái số 2 mà cái collocation dùng với động từ to have đó là have an illness hay là have surgery, have an operation. Tức là chúng ta bị đau ốm hay là chúng ta có một cái giải phẫu, surgery hay operation nó tương đương nghĩa, nó gần giống nhau. We often use have with illnesses, both minor and major. Chúng ta thường hay dùng động từ to have với illness, tức là nói đến những cái bệnh tật, những cái đau ốm.
dù rằng nó là nhỏ, minor hay major hay là lớn. You can have a headache, chúng ta có thể có một cái bị đau đầu. Have a cold, có bị cảm lạnh. Have a fever, bị sốt. Have allergies, dị ứng. Have the flu, là bị cảm cúm. You can also have cancer, have a stroke, have a heart attack. Và chúng ta vẫn có thể dùng được là có bị về ung thư, bị về một cái tai biến, stroke, tai biến mạch máu não chẳng hạn, hay là bị một cái cơn đau tim, a heart attack là cơn đau tim. Thí dụ như I can concentrate very well when I have a headache. Tôi không có thể tập trung được, concentrate là tập trung. Tôi không có thể tập trung được mà một cách tốt đẹp very well khi mà tôi đang có cái bệnh nhức đầu. Đấy là người ta mới nói to have a headache, mà thí dụ với to have a headache. Hay là he just found out that he has lung cancer. Hay là có thể nói rằng anh ta vừa mới cho biết, vừa mới tìm ra, to find out là tìm ra. Nó tương đương với chữ là to discover. Discover thì nó có nghĩa là nó sâu rộng hơn, nhưng mà find out là find out bất cứ cái gì, là cũng là find out là tìm ra được cái gì. Thì anh ta tìm ra cái gì? Anh ta đã tìm ra anh ta bị bệnh cancer phổi. Call an ambulance. I think she's having a heart attack. Hãy gọi một xe cứu thương. Ambulance là xe cứu thương. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang có bị một cơn đau tim. To have a heart attack. We also say have surgery and have an operation. This means the same thing, referring to a medical procedure in which the doctors go inside your body to fix something. Tức là cái câu này nó muốn nói rằng chúng ta có thể dùng chữ have surgery, have operation, và cả hai cái này đều nghĩa giống nhau. Referring to là nó muốn nói đến một cái gì, nó muốn đề cập đến cái gì là to refer to. Luôn luôn phải có chữ to đi đằng sau. Thì nó muốn nói đến một cái medical procedure, tức là một cái thủ tục về y khoa. Người ta phải làm cái gì? Tức là thủ tục này là gì? In which, trong đó đó, các bác sĩ đã go inside your body, đã đi vào trong cơ thể của các bạn để mà fix something, để mà điều chỉnh lại, chữa lại một cái gì đó trong cơ thể của mình. Về cái số 3 là have an appointment interview. Có một cái hẹn. We use have with appointments and interviews that are already scheduled. For example, tức là chúng ta dùng cái chữ này khi mà có những cái appointment và interview nó đã được sắp xếp, schedule, sắp xếp, có lịch trình rồi. I have a dentist appointment next Friday. Or my brother had a job interview yesterday. I hope it went well. Tôi có một cái hẹn với lại nha sĩ thứ 6 tuần sau. Hoặc là nói rằng người anh em của tôi đó đã có một cái mà phỏng vấn về việc làm ngày hôm qua. Tôi hy vọng rằng nó mọi việc trôi chảy. Went well tức là go well. Go well tức là trôi chảy, một cái gì nó không có bị tắc nghẽn. Số 4, have a conversation, have a talk, have a chat, have a discussion. Những cái này đều nó giống nhau nghĩa, tức là chúng ta sẽ có một cái cuộc đàm thoại, chúng ta có một cuộc nói chuyện, chúng ta có một cái chat, tức là một cái giống như là nói vui với nhau, đấu láo với nhau thôi. Hay là discussion là một cái chúng ta bàn luận về cái gì. It's very common to talk about having a conversation, talk, chat with someone. Thường, thông thường lắm người ta hay dùng để nói về chúng ta have a conversation, have a talk, have a chat với một người nào đó. This morning I had a long conversation with my best friend. Sáng sớm ngày hôm nay tôi đã có một cái buổi nói chuyện rất là lâu với một người bạn thân nhất của tôi. My son is struggling in school. I'm going to have a talk with his teacher about it. Con trai của tôi thì nó đang vất vả lắm ở tại trường học. Struggle là mình đang cố gắng vượt qua một cái gì rất là khó khăn, là to struggle. Ở tại trường, tôi sẽ phải nói chuyện với lại thầy giáo của cậu ta về cái việc này. We can also have a discussion referring to conversation that's longer and more in detail. Chúng ta vẫn có thể nói đến một cái discussion. Nếu mà nó nói đến một cái đối thoại nào đó, nó kéo dài và nó đi vào chi tiết hơn, thì người ta dùng chữ discussion.
Thí dụ như the managers had a discussion about the best way to grow the business. Những cái người mà quản lý đó, những người manager của công ty đó đó, thì họ đã có một cái buổi thảo luận, discussion về cái gì about the best way, cái phương thức nào tốt nhất để mà làm cho cái công việc làm ăn business của công ty đó nó tiến triển. Số 5 là have an argument fight, có một cái cuộc cãi vã, hay là có một cái cuộc mà gây cấn, là fight là gây cấn hơn. For communication in which there is conflict, we say have an argument and have a fight. Nếu mà trong những cái mà chúng ta nói chuyện với nhau đó mà nó có một cái gì conflict, tức là một cái gì nó đối chọi lại với nhau, conflict đối chọi lại với nhau, thì chúng ta thường nói là have an argument or have a fight. Nhưng mà đây nó có hai cái khác nhau. Thí dụ, my roommate had an argument about whose turn it is to clean the bathroom. Những cái người mà cùng share phòng chung với tôi ở chung một phòng đó đã có một cái cãi nhau, tranh luận với nhau về cái việc là đến lượt của ai, whose turn là cái đến cái lượt của người nào. Whose đây là một cái tiếng đại danh tự mà possessive, tức là chỉ cái sở hữu. Who và whose, whose là của người nào. Whose turn là bây giờ đến lượt người nào để mà làm sạch sẽ vệ sinh của cái phòng phòng tắm đây. Hay là she had a fight with her boyfriend and she's still mad at him. Cô ta đã có một cái cuộc cãi vã ghê gớm lắm, a fight. Đây nó không phải là đánh nhau mà là cái cãi vã mà nó rất là gay cấn, là a fight với lại bạn trai của cô ta, và cô ta vẫn còn đang rất là tức giận đối với anh ta, đang rất là tức giận. Mad at someone tức là mình đang tức giận với người nào. We typically use have a fight for verbal fights. Thường người ta dùng to have a fight là thường nói là chúng ta cãi nhau bằng lời nói thôi. Using words to attack each other. Nếu mà dùng những chữ để mà nói chúng ta tấn công nhau đó. With physical fights tức là đánh nhau bằng tay chân chẳng hạn. Actually hitting each other. Thì hay là hit tức là đánh người khác, hit each other là đánh nhau, đánh người khác, đánh qua đánh lại. We typically use get into a fight, thì nó khác cái là chúng ta dùng là get into a fight. Khi nói là get into a fight tức là có đánh lộn đấy, có đánh nhau bằng tay chân đấy. Còn have a fight thôi tức là nó vẫn dùng lời nói để mà nó rất là tranh cãi nhau về việc đó. Bây giờ tới số 6, have events. Events tức là những biến cố, những cái tổ chức nào quan trọng nào thì gọi là events. We can have events like have a party, have a picnic and have a barbecue. Những events này có thể nó nhỏ, nó là giống như là chúng ta có một cái party, buổi tiệc, chúng ta có một buổi mà vui chơi picnic ngoài trời, chúng ta có một cái barbecue, chúng ta có một cái bữa nướng thịt để ăn, vân vân. We're having a party next Saturday, want to come? Chúng tôi sẽ có một cái bữa tiệc vào thứ bảy tuần sau, bạn có đến không? Cái câu này cũng rất là hay, nó không cần đặt chủ từ, tính từ, động từ gì hết. Nó chỉ là want to come chấm hỏi thôi. Nó rất là giản dị, là bạn có muốn đến không? My family has a barbecue every year on the 4th of July. Gia đình của chúng tôi luôn luôn có một cái nướng thịt ngoài trời để ăn, để mừng cái ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7. Số 7 là gì? Have a good time, have fun, have a blast. Câu này ta cũng thường hay dùng lắm quý vị. Have a good time, chúc người nào đó. Thí dụ như là bây giờ đầu năm chúng ta chúc là để đi đâu vui chơi chẳng hạn, thì mình nói là have a good time. Hay là have fun tức là có một cái niềm vui. Hay là have a blast cũng là một cái gì rất là vui, lớn lớn lao. Have a good time, have fun and have a blast all refer to having a good or great experience. Những cái chữ này nó đều đưa tới cho chúng ta thấy rằng đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt, một kinh nghiệm rất là lớn lao trong khi chúng ta tham gia vào những cái đó. Thí dụ, the kids had a blast at the circus. Những đứa bé nó thích lắm. Had a blast là nó vô cùng thích thú tại cái gánh xiếc đó. Hope you have fun on your trip. Một người nào sắp sửa lái xe đi hay là lên máy bay đi một cái chuyến đi chơi nào đó, mình chúc người ta thì mình nói là hope you have fun on your trip.
Vì số 8, have difficulty, have trouble, have hard time. Câu này cũng rất hay. Nó diễn tả một cái gì con người ta đang gặp cái khó khăn, đang gặp khó khăn, đang gặp một cái trouble, một cái vấn đề nào đó, hay là đang gặp một cái thời gian rất là khó chịu trong cuộc đời của mình, hard time, mình khó chịu, mình khó có thể chịu được. Have a hard time is another way to talk about having difficulty or having trouble. Khi mà chúng ta dùng cái chữ have a hard time, nó cũng còn có nghĩa của hai cái nghĩa trên là chúng ta gặp khó khăn hay chúng ta gặp một cái vấn đề nào. I had a hard time understanding that article. Tôi là gặp cái khó khăn đấy khi mà tôi đọc cái bài viết đó, bài viết, bài báo đó. Article là bài viết, bài báo. Hay là he's having trouble logging on to the website. His password isn't working. Cậu ta thì gặp một cái vấn đề, having a trouble, là để mà vào trong cái website đó, log on. To log on là mình vào trong đó, mình cho cái ID, mình cho password thì mình vào được website, thì gọi là log on hay là log in. Thì bởi vì cái password của cậu ta thì không có dùng được, không có thông qua, not working, không có làm việc. Note that after have difficulty, have trouble, and have a hard time, we use the ing form of the verb for the action that is difficult. Đây là một cái điều chúng ta phải học và ghi vào notebook này. Tức là sau khi chúng ta dùng have difficult, have trouble, have hard time đó, thì cái động từ đi theo sau đó luôn luôn là động từ cộng thêm với ing. Nó không đứng nguyên thể mà nó thêm ing. Mà chúng ta bên trên chúng thấy là I had a hard time gì? Understanding, tức là understand cộng với ing. He having trouble logging. Log cộng với ing là logging. Đó chúng ta, cái này là chúng ta phải học. Nó về văn phạm đây quý vị. Số 9. Have breakfast, lunch, dinner, a snack, drink, a meal. Câu này cũng rất là thường dùng. Chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn coi như ăn chơi, a snack thôi là ăn chơi, hay là chúng ta uống một cái gì, chúng ta có một bữa ăn. Tất cả cái này là have breakfast, have lunch, have dinner, have snack, have a drink or a meal. A meal tức là một bữa ăn nói chung, không biết nó là sáng, trưa, chiều, tối thì là a meal. A meal. Còn nếu mà trường hợp nó là sáng thì là breakfast, trưa là lunch và tối là dinner. Còn nếu mà ăn vặt thôi thì người ta gọi là snack, nó không vào bữa nào cả. In English, it's more common to say have breakfast rather than eat breakfast. Câu này mình học thêm, mình biết rằng là trong tiếng Anh đó, người ta không có dùng như tiếng Việt mình là ăn sáng. Chúng ta dùng ăn sáng là eat breakfast. Dịch nghĩa đen đúng như thế, nhưng tiếng Anh người ta không dùng thế. Để nói have a breakfast, nó lịch sự hơn. Những cái thí dụ sau đây đó là chúng ta thấy như thế nào. We had dinner at a nice restaurant for our anniversary. Chúng tôi đã có ăn một cái bữa ăn tối tại một cái nhà hàng rất là đẹp, lịch sự, để mà kỷ niệm một cái ngày kỷ niệm, anniversary, ngày kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. I often exercise before I have breakfast. Là tôi thường mà tập thể dục. To have exercise hay là physical exercise, tức là tập thể dục tay chân đó, trước khi tôi có bữa ăn sáng. Hay là the students are having a snack right now. Hay là các học sinh, sinh viên nó đang nghỉ đấy, nó đang nghỉ trong cái giờ nghỉ đấy, và nó đang ăn vặt, ăn một cái gì chút xíu thôi là snack. Cái số 10 của ngày hôm nay đó là have a faith. Câu này cũng rất là hay, have faith tức là có cái niềm tin. Niềm tin đây không hẳn là niềm tin về tôn giáo, mà niềm tin về cái việc gì nó sẽ thành hình. Đó thì chúng ta thấy rằng là have faith. We usually use the expression have faith not so much in the sense of being religious, but instead in the sense of trusting or having confidence in someone or being confident and hopeful that something positive will happen. Đó nó giải nghĩa rất là rõ. Tức là chúng ta thường dùng cái mà diễn tả have faith đó, không for not so much in, tức là không có phải là nhiều, chúng ta không có phải dùng nhiều như thế đâu, là not so much in. Cái câu này cũng rất là hay.
chúng ta không có dùng nhiều như thế đâu, not so much, trong cái nghĩa in the sense of, trong cái nghĩa của. Đây là những expression rất hay, chúng ta nên ghi note. Not so much và in the sense of, về vấn đề tôn giáo, religious. But instead, nhưng mà lại là cái gì? In the sense of, trong cái ý nghĩa của tin tưởng. Chúng ta nhớ là sau chữ of là động từ luôn luôn thêm in. Of trusting, hay là having, hay là có một cái niềm tin, confidence, một cái tự tin nào đó vào một người nào. Or being confident, hay là mình tự tin vào mình. Và mình hy vọng rằng một điều nào đó nó rất là khẳng định là nó sẽ xảy ra. Something positive will happen. Thí dụ, I'm sure you'll do great on the exam. I have faith in you. Tức là tôi nghĩ rằng bạn sẽ làm rất là giỏi, làm thành công, làm tốt trong cái bài thi exam đó của bạn. Vì tôi có niềm tin ở bạn. I have faith in you. Đó. Cũng như người ta thường, nếu mà về tôn giáo, người ta nói I have faith in God. Là chúng tôi có cái niềm tin vào Chúa. Thì ngoài cái niềm tin vào tôn giáo, chúng ta có niềm tin vào con người. Niềm tin vào sự việc gì sẽ xảy ra là have faith in. Hoặc là I have faith that scientists will find a cure for this disease someday. Câu này là chúng ta đang mong muốn với con COVID này đây này. Tức là gì? Tôi có cái niềm tin rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra được, to find a cure, tìm ra được một cái cách để chữa bệnh. A cure là chữa bệnh, hay là treatment là chữa bệnh cho cái disease, cái bệnh này someday, một ngày nào đó. Tới đây thì chúng tôi đã xong 10 cái collocation mà chúng ta sử dụng với động từ to have là có. Động từ này đã bắt đầu chương trình của chúng tôi trong cái năm mới 2021 này đấy nghĩa. Vâng, cảm ơn diễn giả Phạm Gia Đà rất nhiều. Cái bài hôm nay rất là hay phải không thưa quý vị? Vâng, động từ to have và 10 cái trường hợp mà diễn giả Phạm Gia Đà đã chọn để mà gửi đến quý vị. Diễn giả Phạm Gia Đà cùng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn quý khán giả rất nhiều, vẫn tiếp tục thương yêu và theo dõi chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ. Và chương trình hôm nay là kỳ thứ 100 rồi thưa diễn giả Phạm Gia Đại. Vâng, nhanh quá. Vâng thưa quý vị, và kính chúc quý vị một năm mới thật là bình an và rất là nhiều sức khỏe, cũng như là lúc nào cũng được gặp mọi may mắn, nhiều thuận duyên trong công ăn việc làm và trong đời sống. Vâng, xin mời diễn giả Phạm Gia Đại nhắc lại cái giờ phát thanh trong cái năm mới này ạ. Dạ, kính mời quý vị xem chương trình Bạn Đàm Anh Ngữ sẽ được phát trên băng tần 57.13 tại Nam Cali và 16.2 tại Bắc Cali vào sáng thứ tư, xa vào ngày thứ hai và thứ tư 10 giờ sáng và 7 giờ tối quý vị. Vâng, là thứ hai, thứ tư 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Vâng, diễn giả Phạm Gia Đại cùng với Trọng Nghĩa cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào quý vị.